tức là bài của thiền là có hai bài, hai bài mà nếu mà em giữ tập liên tục 3 năm trở đi là không bao giờ bệnh. Tức là bài số 1 là bài 12 thức múa hồi nãy, là bài nó gọi là dịch cân kinh, cái tên của nó dịch dịch cân kinh, mà dịch đây là thay đổi gân cốt để thay đổi máu huyết khí huyết đi trong cái đường kinh mạch mình á. Thì mỗi 12 thức nó không phải tập cơ bắp mà nó tập để khí huyết nó chạy trong đường kinh mình, trong kinh mạch mình á. Thì khi mình tập 12 kinh mà tập đều á thì không bao giờ bệnh, nếu mình tập bỏ là bệnh. Còn bài thứ hai cũng là 12 kinh luôn, mà bài của giống là của tiên nữ, cái kia là của là tiên ông, tức là cái kia là của ông Phật, Phật Đạt Ma Sư Tổ, ông chế cái bài 12 thức em tập. Bài thứ hai là của tiên đạo, của Thái Thượng Lão Quân hay của đạo đạo giáo á, tức là đạo tiên đạo, nó chỉ là nó múa, tức là nó động tác nó múa dẻo. Còn cái kia cái này là thấy nó cứng cáp, nó cứ quay quay có như là thế giỏ vậy đó. Cái bài đầu, bài sau là nó có vẻ nó mềm mại ra, cái thức nó mềm mại thì mình múa đó. Hôm nay em học tứ thứ 10, tuần sau còn hai thức hết, thì tuần sau là tới em phải học tập hết từ 1 tới 10, hết hai thức rồi em phải tập 1 tới 12 cho thuộc, tức là tuần sau em múa 12 thức luôn, 12 thức của cái bài số 2. Hai hai thức là làm 12 thức, thì hai bài đó trong một tuần nữa chỉnh lại cho nó chuẩn, cho nó trúng. Tuần thứ ba là tuần kế nó là học cái gì, tức là tập thở theo khí công. Bữa nào học thở chưa? Chưa học thở. Dạ vợ ơi, thầy có chỉ con nó Rồi là về ngồi tập, nửa 5 phút, 10 phút này. rồi mỗi mỗi lần nín hơi được mấy phút, coi cái số đó coi, hít vô 2 giây, định nín mấy giây thở ra mấy giây, trong 10 phút thì cái số lần nó bao nhiêu, nên tính 10 phút là con được rồi. Từ 315 cái này. 315 lần thở hả? Còn con nghĩ lại một tuần là nó lại nha, từ 315 tới 325 nó không lên hơn được. Tức là hít vô cái nín là thở Dạ ra đúng rồi, 315 lần, là 10 phút rồi. 315 lần là hai lần. Ủa là thở cách nào? Hít vô rồi thở ra một lần, hít vô thở ra lần, cứ vậy thôi hả? Cứ vậy là hít vô, mỗi lần là hít vô 2 giây, thở ra 2 giây hả? Phải không? Hít rồi có nín, có ngưng thở không? Không, Con bị. cứ thở liên tục vậy. Còn kỳ này là hít vô ngưng chút xíu là mới thở ra. Ví dụ giờ là vừa qua tuần qua là em hít trong 10 phút 315 lần, chứ hoặc là 320 lần. Bây giờ em cũng hít trong 10 phút à, mà em hít vô một chút thôi, hít chừng 2 giây em ngưng thở và đừng để ngộp. Lúc bắt đầu nó ngộp thở ra cái vô nín, không hít nhiều nha, hít chút thôi, hít 2 giây, giống như người nói chuyện thầy làm cũng được, rồi cái nín nín hồi ngộp đó được lần. Thì cái số lần này thì tuần sau báo cái số lần này bao nhiêu, ví dụ như 315 chắc chắn nó nhỏ hơn, hít vô 2 giây thôi rồi nín ngưng ngưng thở, ngưng thở thấy nó ngộp á mới thở ra, thở ra 2 giây nữa khi ngộp mới thở ra, chứ không có kèm thì gọi thở ra. Ngồi gì cứ đếm liên tục cái số lần và lực bao nhiêu lần, chắc chắn là nó sẽ nhỏ hơn số 315 kia, tại mình cứ ngưng mà. Ví dụ hít vô ngưng là được lần, chắc chắn là có thể nó chừng 200 lần. Thì tuần sau báo cái số lần thở được mấy trăm lần cho thầy biết, thầy biết là thở là em đang tập thở ra. Khi mình hít vô mình ngưng á, tức là thở ra, không tin giờ em hít vô 2 giây rồi em ngưng thôi, thế nó không có không, nó không không có ngộp, một hồi nó mới ngộp. Em đếm nè, hít vô đếm còn mấy, mấy cái nó mới rồi thở ra, đếm từng từng trên 3 tới 5 cái đó. Thì phải thường thường có người tập lâu phải 6 trở lên, hít vô 1 2 4 5 6 đó, nín 1 2 3 4 5 6 đó được lần. Giờ em lấy chuẩn 6 giây, hít vô một cái nín 6 giây, 1 2 4 6 thở ra, đó là được một lần. Thì trong 10 phút được mấy lần bảo thầy đã ra rồi. Đó, em thử thử thử, thử thở rồi vài phút biết liền, mà hít vô tập 5 phút hít vô một chút nín đếm 1 2 3 4 5 6 thở ra, rồi hít rồi nín không thở nó 1 2 3 4 5 6 thở. Nếu mà nó 6 ngộp quá thì lùi lại 5, ngộp quá lùi về 4, cứ vậy hết. Có khả năng em còn đính đính được mấy giây, em thử anh đính được mấy giây, hít vô hít không được nhiều, hít ít thôi mà nín
Cái khi nó muốn nó ngộp, nó gọi thở ra mới thở ra thì được mấy giây, tập thử thôi, trong vòng vài cái còn được mấy giây. Đó, hít thử coi nó được mấy giây là biết. Đó, hít vô chút đến coi coi được mấy giây, chừng vài lần coi coi trên con khả năng mình đến được, mà đến mà nó không có ngộp lắm. 2 3 4 5 6. Hít vô bằng mũi mà thở ra bằng miệng, hít 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Đó. Đến được mấy giây? Đến được 10 10 10 cái à. Thì đó là cao rồi đó. Đi về tập cái đó đi. Bây giờ là hít vô. Hít vô không cần biết bao nhiêu giây á, rồi nín 10 giây, thở ra. Đó vậy là được một lần. Thì trong 10 phút coi được bao nhiêu lần tuần sau vào. Mà nếu mà em duy trì số 10 mà càng nó luôn đừng dưới 10 là bắt đầu khỏe. Mà em thở đó gọi là không bao giờ bệnh phổi, bắt đầu nó tăng lên tới 30, người giỏi lên tới 30 không phải 10 đâu. Bắt đầu 10 có thể tuần đầu em tập 10. Tuần sau có thể lên 15 hoặc 12, lên 2 giây, lên 2 phân cũng mừng. Mà khi thở ra bình thường và rảnh lúc nào phải tập lúc đó. Và trong thường thường 2 giờ mà rảnh nhất là trước khi ngủ trưa hoặc trước khi ngủ tối tập dễ nhất. Còn mấy giờ kia cứ tập động công thôi. Thì động công sáng thì tập bài dịch cương kinh 12 thức trước, xong cái bài thở sau 10 thức. Đó tập 2 bài đó. Còn chân tay mà mỏi thì tập chân, đi 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 năm mũi chân đó, năm mũi chân đó, đó là dạy đủ rồi. Hồi trước còn bài gì nữa không? Hết rồi. À, bài đó bài bắp đoạn cẩm, bây giờ nó khỏe là không. Bài đoạn cẩm là khi mà hết bệnh bắt đầu nó mới đi, giống như cô gì đó, cô chủ đó, cô Linh đó. Thì khi cô học hết bệnh rồi là cổ mới học căn bản, thì bắt đầu học lại những gì thiếu, những cái bài học rồi không học nữa thì những bài căn bản, thì lúc đó học một tuần lần học một bài bài, thì lúc đó em thường thường nếu mà học căn bản ít nhất là 6 tháng hoặc một năm là học hết căn bản, xong về tự tập 1-2 năm là không có bệnh. Và cái chương trình sắp tới không biết là chương trình em sẽ tính học như thế nào, chưa biết, để coi không biết cái nhóm em học làm sao. Tức là khi hết bệnh, dù tháng này nữa là đóng tiền tháng này nữa, xong tháng sau là hết rồi đó, tháng sau là bắt đầu chuyển học căn bản ấy. Tức là khi học căn bản cái phí nó giảm một nửa, thì tuần nó tới lần thì học cái gì lúc đó, nếu mà còn tiếp tục học thì báo, còn không thì phải tập cái bài chữa bệnh cho nó giỏi nè. Mà khi tập giỏi thì phải múa cái bài ra gửi thầy coi, xong rồi bắt đầu tập căn bản, rồi về coi bàn tính với cho mấy anh em nhau, cái nhóm của em là học như thế nào, là tháng từ tháng 5, tháng 6 sắp tới học như thế nào. Còn cô Linh gọi là học 3 năm đó, cô đăng ký học 3 năm. Còn biết mấy em là khả năng học mấy năm, mấy tháng thì bảo, vậy thôi. Đó, hôm nay vậy thôi. Em về.